Năm 2024, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu được Trung ương giao tuyển chọn 1.802 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự và tham gia công an nhân dân. Nhờ huy động cả hệ thống chính trị tham gia vào công tác tuyển quân mà tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tiếp tục hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân với chất lượng sức khỏe, trình độ học vấn cao hơn so với năm 2023. Đánh giá trên được đưa ra tại hội nghị tổng kết công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2024 do Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự tỉnh tổ chức. Tham dự hội nghị có ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, cùng lãnh đạo các sở, ban ngành, địa phương trong tỉnh. Năm 2024, Bà Rịa Vũng Tàu đã giao đủ 1.504 công dân tham gia nghĩa vụ quân sự và 298 công dân tham gia công an nhân dân theo kế hoạch được giao, với chất lượng cao hơn so với năm 2023. Tại hội nghị tổng kết công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân năm 2024, Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen cho 5 tập thể, 10 cá nhân. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tặng giấy khen cho 25 tập thể, 22 cá nhân, 18 hộ gia đình có thành tích xuất sắc trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Năm 2025, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp thực hiện tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và tham gia công an nhân dân. Trong đó, chú trọng công tác đăng ký nghĩa vụ quân sự tuổi 17, phúc tra tuổi 18 đến hết 25 và tuổi 26 đến hết 27 đối với thanh niên có trình độ cao đẳng đại học. Tuyển chọn đảng viên chính thức nhập ngũ đạt tỷ lệ trên 1% so với chỉ tiêu giao quân.